được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Hé lộ gia thế khủng của Ninh Dương Lan Ngọc, bố làm trong ngành 30 tuổi vẫn được mẹ đút cơm. Có thời điểm Ninh Dương Lan Ngọc bị dị nghị là nhờ quyền lực gia đình mới có thể giành được những vai diễn lớn, ưu ái trong nghề, dù chỉ mới chập chững bước vào nghiệp diễn. Sau Tăng Thanh Hà, Ninh Dương Lan Ngọc được mệnh danh là Ngọc nữ mới của màn ảnh Việt Nam. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng đã được khẳng định qua rất nhiều tác phẩm đình đám. Lan Ngọc có cú ra mắt khán giả không thể tuyệt vời hơn bằng vai diễn nương trong Cánh đồng bất tận. Còn hiện tại tên tuổi của cô nàng phủ sóng trong hầu hết mọi lĩnh vực, có rất nhiều fan hâm mộ. Thời điểm nhận vai nương trong Cánh đồng bất tận, Ninh Dương Lan Ngọc chỉ mới là sinh viên năm nhất của trường điện ảnh. Chính vì thế mà nhiều người đặt ra nghi vấn nữ diễn viên được ưu ái từ khi chập chững vào nghề nhờ quyền lực ngầm của gia đình. Bản thân Ninh Dương Lan Ngọc từng tâm sự khi vừa vào nghề, dư luận đồn đoán ba cô làm quan to trong ngành công an, bỏ tiền ra mua giải cho con. Vì thế mà cô nàng thâu tóm hầu hết các giải lớn nhỏ về điện ảnh ở Việt Nam với vai diễn nương. Uất ức là thế, Ninh Dương Lan Ngọc cũng chẳng thể đi nói với từng người rằng gia đình mình không phải như vậy. Cô chỉ tâm sự với ba, quan trọng là ba tin con, ba chỉ cần biết con đang làm gì và con không bao giờ để ba mẹ xấu hổ. Trên thực tế, Ninh Dương Lan Ngọc rất ít khi nói về bố mẹ trên truyền hình hay báo chí. Chỉ biết rằng gia đình cô thuộc dạng khá giả, không phải lo lắng gì về vấn đề tiền nong. Sau bộ phim Cánh đồng bất tận, Lan Ngọc bị rách nặng, không ra đường cũng chẳng đi làm. Nhiều lúc hết tiền, cô còn về nhà xin bố mẹ đẻ tiền tiêu. Trong một chương trình talk show với Trấn Thành, Lan Ngọc từng thổ lộ, năm nhất đại học, trước khi được nhận vai nương, cô từng rất chán nản vì không thấy cơ hội với nghề diễn viên. Thậm chí cô nàng còn ý định hoàn thành năm nhất ở trường điện ảnh rồi sẽ thi lại trường công an. Vốn dĩ ước mơ của Lan Ngọc là được làm một nữ cảnh sát giao thông. Đó cũng là điều mà ba của Lan Ngọc mong muốn, bởi ông vốn là công an giao thông. Hồi bé, mỗi lần ba đi làm nghề, đều ghé về nhà ăn trưa, ba chạy chiếc xe mô tô phân khối lớn của công an giao thông, nhìn sang chảnh, tôi mê lắm. Và cũng ước lớn lên sẽ làm công an giao thông giống ba, nhưng lại trúng tuyển ngành trại giam. Ba cũng muốn tôi làm công an cho công việc ổn định, không vất vả, vì ra trường tôi sẽ ngồi văn phòng, nhưng cuối cùng tôi chọn sân khấu. Hồi đó tôi thi hai trường và đỗ cả hai, dù vậy gia đình lúc nào cũng hộ tôi, Lan Ngọc tâm sự. Theo lời Lan Ngọc, bố cô quả thật là làm trong ngành công an, nhưng chuyện có làm quan lớn nhiều người đồn thổi hay không thì không xác nhận. Tuy nhiên gia đình cô không bao giờ có chuyện bỏ tiền ra mua giải cho con gái. Những tin đồn thất thiệt đó đã khiến cả nhà nữ diễn viên rơi vào khủng hoảng nặng nề. Gia đình Lan Ngọc có ba người con, cô là con thứ. Trước có một chị gái và sau có một em trai. So với anh chị em trong nhà, Lan Ngọc lì lợm và ngang bướng nhất. Vì thế mà ngày bé cô đã bị ăn đòn rất nhiều. Thế nhưng theo lời Ngọc nữ thì cô không phải dạng phá làng phá xóm hay hư thân mất nết. Có lẽ vì muốn ba mẹ chú ý, mong được quan tâm nhiều hơn mà cô nàng mới quậy như vậy. Nữ diễn viên cho biết trong nhà thì mẹ cô rất nghiêm, không ngại cho ăn đòn nếu con cái không nghe lời. Ngược lại ba thì nhẹ nhàng hơn và phân thích phải trái đúng sai rõ ràng. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, cả nhà đều rất thương Lan Ngọc. Nhìn cô chạy show bất kể ngày đêm, thậm chí ở cách bố mẹ có mấy chục cây số, nhưng nhiều lúc cả tháng trời không có thời gian ghé qua, ai cũng xót. Mỗi lần mẹ nấu món ngon lại nghĩ con Ngọc không được ăn, không biết giờ nó đã ăn gì chưa, đang làm gì ở đâu, nên mẹ nhớ và thường xuyên gọi điện. Nói không ai tin nhưng tuổi này tôi vẫn được mẹ đút cơm. Mỗi lần về thăm nhà, mệt mệt là mẹ hỏi ăn gì, rồi mẹ lấy cơm đút cho ăn. Tôi có thể chưa được nhiều thứ ở ngoài xã hội, nhưng khi về nhà thì vẫn là nhất, luôn được thương nhất, Lan Ngọc hạnh phúc nói. Không chỉ vậy, bà Ninh Dương Lan Ngọc dù làm trong cơ quan nhà nước có vẻ khắt khe, nhưng giờ đây lại rất ủng hộ con gái trên con đường nghệ thuật. Ông còn cày view cho con gái cưng nhà mình, Lan Ngọc kể. Thời điểm mới ra MV Gái già muốn lấy chồng, ba cô gọi điện và nói, bây giờ ba bấm vào coi khoảng 10 giây rồi thoát ra được không, chứ giờ thuộc lắm rồi. Con sao mãi không thấy lên top trending vậy? Thậm chí khi con gái được nhiều đề cử giải thưởng, ông còn in giấy hướng dẫn cho hàng xóm, nhờ người ta nhắn tin ủng hộ Lan Ngọc. Khi cô ràng ra mắt phim, cả nhà còn thuê hẳn xe bus đưa cả dòng họ đến để chụp hình chúc mừng. Nhưng để bảo vệ gia đình trước những thị phi, lời đồn thổi, Lan Ngọc phải xóa hết mạng xã hội, nghiêm cấm ba mẹ đọc bình luận. Có thể nói sự hậu thuẫn về mặt tinh thần của gia đình chính là liều doping mạnh nhất giúp Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng vững bước trên con đường nghệ thuật. Còn với Lan Ngọc, cô luôn tự nhắc nhở bản thân lời dặn của mẹ. Khi đi đóng phim, mẹ nói một câu mà tôi không bao giờ quên được. Từ trước giờ ba mẹ chưa bao giờ làm điều gì xấu hổ, thì chỉ mong rằng con đừng bao giờ làm ba mẹ xấu hổ.
Harry Won bị nói không biết chia sẻ với ông xã, Trấn Thành bên vực. Trấn Thành cho biết anh thích chăm sóc và bà xã Harry Won đang làm rất tốt vai trò còn lại, nên cả hai luôn thấy hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân. Năm 2020 cũng đánh dấu 4 năm kết hôn của Trấn Thành và Harry Won. Qua những hình ảnh chia sẻ lên mạng xã hội, có thể thấy cặp đôi vẫn rất lãng mạn sau nhiều năm về chung một nhà. Kể từ khi chung đôi, vợ chồng Son thường xuyên cùng nhau đi du lịch các nước trên thế giới, thậm chí còn dành cho nhau những món quà vô cùng đắt giá vào những ngày lễ kỷ niệm trong năm, khiến mọi người ghen tị. Trấn Thành Harry là cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt. Trấn Thành lên tiếng bên vực bà xã. Mới đây trước bình luận của một ý kiến cho rằng Harry Won không biết chăm sóc và chia sẻ với chồng. Cô ấy nên phải học hỏi từ chồng và tự học hỏi bởi chính cô ấy. Vợ chồng nên chia sẻ với nhau mọi thứ, mọi hạnh phúc, chứ cứ để một người làm mãi thì không hay tí nào. Trấn Thành nhanh chóng lên tiếng bên vực bà xã và cho biết cả hai đang làm rất tốt vai trò của mình. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là người không cần làm gì cho chồng mà chồng vẫn yêu. Người phụ nữ thông minh là người hiểu rõ chồng mình muốn gì và đáp ứng điều đó một cách khôn ngoan. Biết là bạn có ý tốt nhưng cảm ơn vì tôi thích chăm sóc và vợ tôi đang làm rất tốt vai trò còn lại. Harry Won bị anti-fan nói lời khó nghe, Trấn Thành lên tiếng bên vực. Trước đó không lâu khi có một anti-fan công kích Harry và cho rằng cô sẽ không thể mang thai vì từng mắc bệnh về tử cung, Trấn Thành lập tức bảo vệ vợ. Bạn có thể không thích tôi, nhưng không thể nhân danh bất cứ cái gì mà vào nhà tôi phỉ báng và nguyền rủa. Gia đình vợ tôi, nếu bạn chỉ biết phu vơ một bình luận, tôi cũng bỏ qua được. Đằng này là trả lời từng fan của tôi liên tục nguyền rủa gia đình tôi bằng những lời cay nghiệt và tỏ ra cực kỳ khoái chí với việc đó. Cặp đôi vừa kỷ niệm 3 năm ngày cưới ở Hàn Quốc. Vợ chồng Trấn Thành phủ nhận mua 3 căn nhà bên Mỹ. Trước những tin đồn cho rằng vợ chồng Trấn Thành mua 3 căn nhà bên Mỹ, Harry Won nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Ảnh đùa mình có nhà bên Mỹ 3 căn và người ta tưởng thiệt. Ui cha cha, mọi người ơi, mình chưa có căn nào ở nước ngoài hết nhé. Chưa dừng lại ở đó, Harry còn hài hước cho biết nếu ai vẫn nói có thì dẫn mình qua đó đi được không, để mình ở đó luôn. Cả hai vợ chồng sở hữu khối tài sản đồ sộ. Trải qua nhiều sóng gió nhưng tình yêu của Trấn Thành dành cho Harry luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong thời gian tới, người hâm mộ rất mong chờ tin vui từ đôi vợ chồng này. Hoa hậu Phương Nga trải lòng về nghi vấn tình yêu đồng tính với bạn thân cùng vào sinh ra tử. Hành trình 2 năm 3 tháng ngồi tù cùng 1 năm rưỡi trong trận chiến tình tiền cùng đại gia Cao Toàn Mỹ của Hoa hậu Phương Nga luôn luôn có hình bóng của người bạn thân cùng giới Thùy Dung. Trương Hồ Phương Nga đạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Đến khoảng tháng 3 2015, Phương Nga cùng người bạn thân Thùy Dung vướng phải ồn ào lừa đại gia Cao Toàn Mỹ số tiền 16,5 tỷ đồng. Nhờ chiêu bài mua nhà giá rẻ bị bắt để điều tra làm rõ, sau hơn 2 năm tranh chấp kiện tụng, cuối cùng vụ án tình tiền giữa người đẹp và đại gia cũng khép lại, Phương Nga được thả tự do. Hoa hậu Phương Nga trải lòng về nghi vấn tình yêu đồng tính với bạn thân cùng vào sinh ra tử. Vụ án của Phương Nga từng gây chấn động cả làng giải trí Việt tại thời điểm đó. Tuy nhiên giờ đây sau gần 3 năm, người ta chỉ thấy một Phương Nga trở lại nhan sắc xinh đẹp, nhưng chọn cách sống tính tiến, thu mình hơn, phải tham gia vào các hoạt động giải trí. Vào tù 2 năm, lại tốn thời gian dài để điều tra, Phương Nga đã mất đi rất nhiều bạn bè, cộng thêm mâu thuẫn kiện tụng với mẹ ruột. Dường như bên cạnh nữ hoa hậu năm nào chẳng còn lại bất kỳ ai. Chính Phương Nga cũng thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1987 vẫn cho biết, đối với tôi cảm thấy may mắn vì có một người thân sẵn sàng cùng tôi chịu mọi cực khổ trong những năm tháng ở trong trại giam, mang thân phận tội phạm nghiêm trọng, nhưng bạn ấy chưa từng trách móc tôi, còn cho tôi rất nhiều lời khuyên, động viên để tôi có thêm hy vọng cố gắng quay lại bắt đầu cuộc sống mới. Bên cạnh đó, gia đình của bạn tôi vì việc riêng của tôi mà chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Một điều đáng quý là bố mẹ cô ấy đối xử với tôi giống như con cháu trong nhà. Tôi nghĩ mình không thể tìm được bất kỳ mối quan hệ nào khác đối xử với mình tốt được như vậy. Người mà Phương Nga nhắc đến chính là Thùy Dung, cô bạn thân đã cùng Phương Nga gắn bó, chịu cảnh vào tù ra tội, luôn bên cạnh ủng hộ cô trong những phiên tòa cho đến khi được tại ngoại, bắt đầu cuộc sống mới. Nhiều lúc người ta có cảm giác cả hai đã vượt lên trên mức bạn thân, trở thành một thứ tình cảm khác. Chia sẻ về mối duyên khác thường với Thùy Dung, Phương Nga thừa nhận, từ khi mới gặp Dung tôi đã nghĩ người này rất thân thuộc với mình, cô ấy thông cảm, thấu hiểu và rất nhiều chuyện của tôi, mà nhiều bạn bè khác đều không thấu hiểu được. Dung đối với tôi giống như người thân, hơn nữa tôi cũng chịu ơn Dung rất nhiều. Trong quá trình 2 năm 3 tháng trong trại giam và 1 năm rưỡi tham gia điều tra để khép lại vụ án, Dung đều cùng tôi trải qua, tất cả trải qua cay đắng khổ cực mà chưa hề trách tôi. Phương Nga cho biết,
Cô hoàn toàn hiểu được nhiều người cho rằng giữa cô và Thùy Dung có tình yêu đồng tính. Tuy nhiên, người đẹp phủ nhận điều đó và cho rằng nó đúng hơn là tình tri kỷ. Những người chưa có tri kỷ sẽ khó hiểu được mối thâm tình giữa tôi và Dung. Tất nhiên, nó không hề giống tình bạn bình thường. Hãy gọi đó là tình tri kỷ. Thời gian gần đây, người ta thường bắt gặp hình ảnh Phương Nga mặc áo lam đi chùa. Cô cho biết bản thân và Thùy Dung thường đến núi Bà Đen vào điện thời Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát để cầu nguyện. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở miền Nam. Ở đó, người đẹp cảm nhận được một không gian thanh tịnh, giúp cô bình tĩnh lại, giải phóng cảm xúc tiêu cực và có được cái nhìn sáng suốt hơn về cuộc sống, những điều đã gặp trong quá khứ và phải đối mặt ngày hôm nay. Theo Phương Nga, việc cô có thể thoát được cảnh tù đầy một cách thần kỳ là do cô luôn cầu nguyện mỗi ngày. Người đẹp cho rằng bản thân lập được kỳ tích chính là sự phù hộ lớn lao đến từ Bồ Tát và Đức Phật. Khi được hỏi trong tương lai trải qua rất nhiều đau đớn bởi cuộc tình oan nghiệt, liệu Phương Nga có quyết định ở bên một người nào đó nữa hay chỉ cần Thùy Dung là đủ, cô tâm sự. Tôi nghĩ cuộc sống này không đơn giản là tôi cần gì, muốn gì hay tự hoạch định được tất cả mọi thứ. Mọi thứ đều là duyên phận. Đôi khi có những cái mình cảm thấy may mắn hơn người khác, nhưng đôi khi lại không được như ý muốn. Cách tốt nhất là phải trân trọng những người đang đối xử tốt, có ơn với mình, phải sống một cách biết ơn và đền đáp những cái ơn đó. Cùng bản thân trải qua những tháng ngày vinh quang, tốt đẹp, chắc chắn là điều dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống. Nhưng một người đồng ý bên cạnh bạn vừa qua quãng thời gian tuổi hổ, đau buồn, tuyệt vọng nhất, để vươn lên không chỉ vài ngày, vài tháng mà tận vài năm dài đằng đẵng, lại là điều không phải ai cũng có được, đặc biệt khi họ là những người từng dấn thân vào showbiz. Tình cảm tri kỷ giữa Phương Nga và Thùy Dung thật đáng cho người ta ngưỡng mộ ước ao.